Mô hình máy đo size dành cho những người có size tay là khác nhau, dù như chiều dài của size tay có người ngắn, người dài, thì chiều cao của chân là chân ngắn, là chân dài, là lưng, là vai, ta sẽ áp đặt những cái thông số này lên những cái chỉ số trên cái mô hình như thế này, và khi ta sẽ lấy cái thông số này ta sẽ gắn lên trên cái phần mềm như thế này. Để chị mời chị Loan ạ. Em sẽ lấy cái thông số này áp dụng lên trên mô hình ngồi kia cho chị Loan đọc thử. Mời chị Loan. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã hướng dẫn cho khán giả của chương trình nhé. Mời quý vị sẽ cùng đến với phần hướng dẫn rèn luyện đạp xe với huấn luyện viên Lý Tuấn Thanh đến từ trung tâm Bodyfit. Xin chào anh. Chào em. Chuẩn bị tập luyện xe đạp là thứ nhất là mình phải xong trước 1-2 tiếng mình phải uống một cốc nước hoặc là mình ăn một buổi ăn nhẹ để có đầy đủ năng lượng trước khi tập. Và bước thứ hai là mình sẽ coi như là khởi động kỹ để tránh sai tư thế khi tập luyện. Và bước thứ ba là mình sẽ lựa một đôi giày thật là vừa khít với chân của mình, thoáng mát mồ hôi để mình dễ dàng trong khi tập. Và bước cuối cùng, để tập luyện tăng chiều cao thì anh sẽ điều chỉnh cái yên xe và cổ xe cao hơn so với tầm với chân của em. Trong khi đạp xe thì mình phải giữ lưng thẳng chặt, không gồng gượng ép, mà mặt phải hướng thẳng chặt nhìn về phía trước. Chân phải để 1/3 cái đông và cái khuỷu chân không để ra ngoài, không để ra ngoài quá. Rồi. Rồi, cái này là đường đúng không anh? Đúng rồi. Đạp xe có 4 cái yếu tố chính thống nhất, đó nghĩa là đạp, kéo, nâng, đẩy. Chân đạp xuống dưới, bàn chân co lại kéo lên rồi nâng bàn đạp cuối cùng đẩy xuống. Như vậy mới hoàn thành tròn một nhịp đạp xe. Bạn có thể đạp xe đạp từ nửa tiếng đến một tiếng trong quá trình tập luyện và bạn dành khoảng 10 phút đầu tiên để đạp xe đạp chậm thôi để làm nóng cơ thể. Và bạn dành 1/3 thời gian tập luyện để đạp chế độ cường độ nó nhanh hơn để mình tăng thể lực tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất.
Tránh đạp xe quá 1 tiếng đồng hồ rất gây hại cho cơ thể. Vì khi bạn đạp xe như vậy thì sẽ gây tắc nghẽn lưu thông máu, bị chèn ép các vùng nhạy cảm. Khi đạp xe mà bạn cảm thấy các vùng nhạy cảm bị tê rần hoặc mất cảm giác thì bạn nên dừng xe ngay lập tức. Xin cảm ơn anh Thanh rất là nhiều đã hướng dẫn cho khán giả của chương trình ngày hôm nay cách để chúng ta có thể đạp xe và rèn luyện sức khỏe thật là tốt. Còn bây giờ thì chúng ta lên đường nào.